Em không biết cách em không biết cách em không biết cách giữ em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền. Trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa thể nói chưa biết nói biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người em anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ, anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Chương trình để quay ấy, em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là Tâm quyết đó. tâm, quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Như Vâng. vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiến Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ, chào con chào chú Quyền Linh ạ, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À, vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé, máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa Đúng chứ. rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Và Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, Chi camera. nhánh ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Nếu trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, biết em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền nha. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Dạ vâng, đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Con yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ thực ra em thì mới trải qua có hai hay là bốn thôi. Có hai mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm, đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Trước ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm thì sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Rồi em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra mà chỉ diễn ra trong vòng tầm khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi làm sao mà hồi hộp không? Ủa, có chị lúc hèn gì nói chuyện
có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới ba bốn lần. Nói em có hai hai hai. Hai rồi tụi nó sáu mối tình luôn. Cái điểm của em bây giờ tình trạng cũng hồi hộp thì em hay bị cà lăm. Ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà. Cà lăm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất. Là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu cho làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không đó là chuyện khác. Để chị được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp. Được không? Dạ, con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được à. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi, mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì nữa. Làm như đàn ông dở dơ lắm hay sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc sờ lõn đi ào ào rồi đó. Bên kia cao mét mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con thích điều gì đàn ông này? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, da trưởng hay ghen. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu, tự nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh bạch. Anh nè, tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Là ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi dài. Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ, em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình ấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được, vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi một mình ạ. Rồi, bây giờ thì mình mở rào ra, hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong 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 bong. Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra là trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ dựa. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này, và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn.
Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình, nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì quan điểm, anh có quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng, sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng. Em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng, anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải. Cái cảm xúc của anh ấy, thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà thầy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi mà đấy khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp để bảo em sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cứ quyết tâm thì thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng, tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Ừ. Có trách nhiệm. Ủa gì, tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc. Đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. À, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia. Đó, hai bạn đứng đối diện nhau. Đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xin hát không, gì xin đó. Không? Dạ, bạn nữ xinh lắm. Xin đó. Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời đất cười. Hay quá trời đất hả? Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi. Thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không? Có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không? Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian.
gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này. Thì con xin phép hai bác được cho con được công khai tìm hiểu. Cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác, và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Thật ra chọc chút cho nó vui, nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. Cô con á, dạ. Mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ con bằng con à, 6-7, 6-8 á. Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng. Im hay là dạ. con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì thế sao không nói kỳ vậy? Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là tính cho công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À. Từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa con gái thu ngân. Ờ ơi. Dễ thương. Cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ có đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Tại ai cũng biết mà. Ờ vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra nên là... Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi Kiều Phong? À hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi. Những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành ra nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Dạ cái rút kinh nghiệm. Dạ. Ở còn con thì sao nè? Dạ con thì cũng có hai mối tình á. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Nãy cô nói hay đó. Không? Quan tâm người ta chia tay à? Dạ, ừ, chào chú. Bạn gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nay tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao rồi, ngon ạ. Ừ, ngon ạ. Rồi, được cái gì nữa không con? Coi phải không? Coi phải. Dạ, chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao ráo. Y chang những gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6-7, 6-8 á. Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi. Im hay là dạ. con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì thế sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho cô biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ.
Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn con về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m5 rồi con tính sao? Dạ hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 67, 68. Này bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Dạ chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ chứa là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà thành ra dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thật nó hiền lắm. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm á. Đó, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Ok. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mọi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung. Nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi. Giờ sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi. Ông hô lên đi. Cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào bạn. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50.000 á. Chết, cái đó con quên. Dạ, quên chưa, chưa bỏ gì hết hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50.000 nha. Dạ, à, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đập lại là sao con? Dạ không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh hả? Dạ tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ. Mà thường thường làm ca tối. À làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được, đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có nhưng mà dạo này thì hết rồi anh, tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. À, nhưng mà chưa có ai đi với em hết. À. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, anh ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Đâu có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc ngoài nội thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ, mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó. Giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, có cảm nhận gì về anh không? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ có. Khẳng định cho người ta biết. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm. Nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con.
Con nữ, nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung, Dung nhìn lên đi Dung. Nào, nếu cảm giác đây là một xong, người yêu tôi không cần đếm luôn á. Được rồi đó. Sau này đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc, đó đó đúng, con. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Bây giờ con móc tiền ra bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Mình nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiều, bỏ vô bóp. 5.000 cũng được. Chú còn có 5.000 tội nghiệp, chừng nào đám cưới trả lại chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được. Nhược điểm con là ít nói chuyện, con có cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á, con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Hồi đó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè. À, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Thì sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nó đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ lúc mà chia tay mối tình đó có năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó. Giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. À. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó... Mời nhà trai. Ai, chào em trai. Ngồi đi em. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân. Năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À vậy đó hả? Rồi Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ con ở huyện Thống Nhất chú ơi. À Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ chào chú Quỳ Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái con tên là Long. Năm nay con 26. Long? Dạ Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ. Năm nay con 26 tuổi. Con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Dạ, con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe ở Nam. Rồi. Con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chủ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa cô. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn Nam. Dạ con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện. Con có cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á. Con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Nó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Thì sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nó đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu?
Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó, giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn á. Không, chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh gì nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tại con nhát lắm. Nhát lắm hả? Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát, nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, con nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái điều mà cô đang nói. Chứ bộ giỡn. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú ơi, chú gặp nhà gái đây. Dạ. Để coi sao. Chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được đó con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Trời, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao hơn. Cao quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm phải luôn. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Họ. Bên nhà gái ta mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Cái sao con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị gái. Có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi, mời ba mẹ cho ý kiến. Chú xinh gái sao mà xinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ không ạ? Quên đi. Mẹ. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chúng ta đại diện nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Thì con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây. Rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên Giang. Rồi giờ mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên gió hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Con lại thì hai con quyết định dạ. Cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Trời. Chị. Trời. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. Thấy em gái này cũng dễ thương thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào. Bắt đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn em tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi, từ hồi nó dành nè, giờ nó to như vậy rồi.
từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu với anh hơn một năm rồi. À, người ta nói á, là xin đá rất là khó chăm, nhưng em nghĩ vậy. Em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa hay dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa học hành y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được hết trơn con. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh? Thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà. Anh 27 tuổi, 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả đâu, con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á. Mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Sao ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì lại em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính con vậy chứ nó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng. Đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh thì anh đúng có bản lĩnh đâu. Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều á, anh đi không à. Anh đi hả? Không tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà quá, nếu giận như mà cãi thì anh cứ bỏ đi vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời buồn. Vậy đổ. Thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái, con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng thích em rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này. Còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha. Ở đây còn quá sớm mà. Em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa từ từ là gần thôi. Không, bạn trai nói đúng đó con. Nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi. Thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Em suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Bây giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân.
Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bật một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè, đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép cho anh hôn má em một cái nha. Ừ, rồi. Dễ thương kìa chứ. Thôi, như vậy là cũng tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Đây là những món quà dành cho